Thưa quý vị, nắng nóng như đổ lửa là cảm nhận của hầu hết mọi người trong ngày hôm nay khi nói về thời tiết. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, nên hôm nay 17 tháng 5, nhiều khu vực trên cả nước có nắng nóng, chỉ số tia UV ở mức cao đến rất cao. Khu vực Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ đã có nắng nóng đến đặc biệt gay gắt. Ghi nhận lúc 13 giờ tại trạm đo ở Hà Đông, Hà Nội, nhiệt độ cán mốc 40 độ C. Theo đó, hôm nay Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ là 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Cụ thể nhiệt độ thực đo lúc 13 giờ tại các trạm như thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 39,5 độ, Hà Đông, Hà Nội 40 độ, Hồi Xuân, Thanh Hóa 39,4 độ, Tây Hiếu, Nghệ An 39,1 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ là 43 đến 55%. Dự báo trong ngày mai ở Bắc Bộ, nắng nóng rất gay gắt tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Phải đến 19 tháng 5 nền nhiệt khu vực này có xu hướng giảm nhẹ, với mức cao nhất còn 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng 23 tháng 5.